Sáng nay ngày 3 tháng 3 tại thành phố Vĩnh Yên, Ban Liên lạc Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Được thành lập năm 2004, đến nay Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 200 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Những năm qua, các hội viên luôn phát huy truyền thống quê hương, tích cực học tập thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác xã hội. Các hội viên luôn hướng về quê hương Hưng Yên, góp phần xây dựng công trình phúc lợi dân sinh, xây dựng nông thôn mới. Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt đầu xuân, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê đã tặng hoa và trao quà của tỉnh Hưng Yên cho Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc, đồng thời thông tin tới các hội viên kết quả nổi bật về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những mục tiêu giải pháp trọng tâm của tỉnh năm 2024. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, những người con Hưng Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc.